Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ bảy ngày 2 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với một số đồng các quý khán thính giả của KTV đang theo dõi các chương trình của chúng tôi trên kênh KTV1. Thưa quý vị, KTV1 làm cái kênh truyền thông của KTV trước đây đã bị vô hiệu hóa. Đó là lý do trong các cái bản tin hay các cái tin tức chúng tôi phát trên kênh KTV1 là những cái thông tin cũ, thậm chí là những cái thông tin mới nhưng chậm hơn so với những cái thông tin chúng tôi phát sóng trên kênh KTV4, một cái kênh thông tin chính thức của KTV hiện nay. Chúng tôi đề nghị quý vị, những người theo dõi các cái thông tin trên KTV1, hãy trở về kênh KTV4 theo các cái đường link ở dưới mỗi clip video trên kênh KTV1. Và điều đó giúp cho số lượng người theo dõi ở kênh KTV4 tăng lên. Và các video của KTV4 sẽ được đề xuất và giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với các chương trình mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức liên quan tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam và các tin tức quốc tế nổi bật. Một cái nội dung đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là tin tức liên quan tới việc mới đây, ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đã công bố một cái bản đồ quốc gia theo cách gọi tiêu chuẩn, và bản đồ đó có những sự bao trùm lên lãnh thổ của các quốc gia láng giềng, trong đó đặc biệt liên quan tới Biển Đông và các quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc đã thể hiện rõ một cái gọi là một cái đường lưỡi bò trước kia có 9 đoạn này trở nên 10 đoạn. Và Trung Quốc đã sử dụng đoạn thứ 10 để bao trùm toàn bộ khu vực biển Đài Loan mà họ cho rằng đó là biên giới trên biển. Điều vừa kể đã khiến cho Trung Quốc đã chiếm hơn 90% diện tích của Biển Đông, và điều đó đã gây ra những sự bất bình của các quốc gia trên thế giới cũng như khu vực Đông Nam Á. Và một cái nội dung thứ hai, thưa quý vị, đó là liên quan tới cái câu chuyện tính giá điện. Một cái dự thảo mới nhất do Bộ Công Thương gửi cho Bộ Tư pháp được truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy giá bán lẻ điện tới đây, ngoài việc được tăng giá 3 tháng một lần, thì còn được cho là cộng vào những cái khoản lỗ của Air Việt Nam vào trong giá điện bán cho dân. Đó là lý do dư luận xã hội đặt ra những cái câu hỏi rằng kinh doanh lỗ tại sao bắt người dân phải cõng trong cái giá tiền điện. Nó là một cái lỗi định hướng của nhà nước, tại sao bắt người dân phải hứng chịu. Và thưa quý vị, ngoài ra còn có các tin tức liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, và những cái tin tức liên quan tới sức khỏe của tướng Nguyễn Chí Vịnh. Và thưa quý vị, bài nói chuyện tối hôm nay sẽ kết thúc bằng cái bản tin liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và như thường lệ, chúng ta chuyển sang một cái nội dung tin tức thời sự. Một cái tin tức thời sự đầu tiên chúng tôi tới với quý vị, đó là câu chuyện liên quan tới một trưởng công an xã ở Vĩnh Long đã đi xin điều tiền của một cái chủ quán pizza với lý do lấy tiền đi học. Theo báo Thanh Niên ngày 31 tháng 8 đưa tin cho biết, Thượng tá Nguyễn Thái Hiền, trưởng công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xác nhận cho rằng hiện nay công an huyện đang tiến hành xác minh thông tin của một người dân tố cáo một trưởng công an xã của huyện này đi xin tiền để đi học. Được biết trước đó, do bị trưởng công an xã tới xin đều tiền và hăm dọa sẽ cho dẹp tiền, một chủ quán pizza ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã bất bình và làm đơn tố cáo. Theo trưởng công an huyện cho biết, người bị tố cáo cũng được cơ quan công an yêu cầu làm tường trình về sự việc vừa kể. Song theo báo Thanh Niên, vị trưởng công an huyện không nêu danh tính cụ thể của vị trưởng công an xã, đó là trưởng công an xã nào thuộc huyện Long Hồ.
Theo báo Thanh Niên, theo đơn tố cáo, một cái ông tên Hát ở huyện Long Hồ, chủ một cái quán pizza, cho biết từ lúc ông mở quán pizza thì ông T, trưởng công an xã, thường xuyên tới chơi pizza cùng bạn bè. Và chiều ngày 26 tháng 8, ông trưởng công an xã trong cái tâm trạng lâng lâng lo uống bia uống rượu đến cửa hàng pizza chơi. Theo ông Hát cho biết, lúc này tôi và một người em ngồi xem hai vị này chơi. Sau đó ông T lại gần tôi và gợi ý xin tiền để ông ta đi học. Do gần đây không làm ăn được nên tôi từ chối. Thấy vậy ông T quay ra lớn tiếng chửi thề rồi đứng dậy dọa sẽ cho đóng cửa quán của tôi. Và chủ quán ông Hát cho biết do cảm thấy hết sức bất bình bằng những thái độ chấn lột xin đều, nên ông đã quyết định trích bằng cứ từ camera của quán để trình báo cho công an huyện Long Hồ. Theo trưởng công an huyện Long Hồ, ông Nguyễn Thanh Hiển cho biết tôi và ban lãnh đạo của công an huyện Long Hồ đã nhận và xem clip người dân gửi. Lập tức tôi đã chỉ đạo một phó trưởng công an huyện gặp và làm việc với các bên và yêu cầu các bên phải làm tường trình để có thể xác minh làm rõ xử lý. Khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí biết. Và thưa quý vị, một cái bản tin thứ hai liên quan tới cái việc nhân chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden đến Việt Nam, 37 tổ chức của người gốc Việt ở Mỹ đã gửi một bức thư chung tới người đứng đầu Tòa Bạch Ốc với đề nghị chính phủ của ông thận trọng trong ban giao với nhà nước độc đảng ở Đông Nam Á. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 tới đây, và trong thời gian 2 ngày ở đây, ông sẽ gặp ban lãnh đạo Việt Nam để nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện, từ đối tác toàn diện mà hai nước đã ký từ 10 năm trước. Với việc nâng cấp quan hệ, hai quốc gia cựu thù được cho là sẽ thắt chặt quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế thương mại, quân sự, khoa học kỹ thuật. Trong thư chung công bố ngày 28 tháng 8, các tổ chức cho rằng một mối quan hệ song phương muốn thành công đòi hỏi trách nhiệm và lợi ích chung, và nhà cầm quyền Việt Nam cần chứng tỏ rằng họ phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nước. Thư ngỏ viết, xin trích, chúng tôi yêu cầu Tổng thống thảo luận tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là hoàn cảnh của những người bị giam giữ vì lý do tôn giáo, nhân quyền và vận động dân chủ. Cụ thể, Hoa Kỳ nên lên tiếng ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các liên đoàn lao động độc lập ở Việt Nam, coi đó là điều kiện để nâng cấp quan hệ song phương về mặt ngoại giao. Hết trích. Ông David Trần, đại diện cho Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, một trong số 37 tổ chức ký vào thư chung cho rằng vấn đề nhân quyền vô cùng quan trọng trong ban giao với Hoa Kỳ. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do qua email ngày 31 tháng 8. Khi chúng ta lên án những hành vi dã man ở Trung Cộng, điều đáng ghi nhớ là Việt Nam cũng có vi phạm nhân quyền trầm trọng tương tự. Khi Hoa Kỳ củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam vì những lý do chiến lược, chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác bền bỉ nhất bắt nguồn từ các giá trị chung. Cho dù mối quan hệ sẽ mang tính chiến lược như thế nào đi chăng nữa, những lý tưởng tự do và dân chủ của Mỹ sẽ không được chia sẻ bởi bà lũ độc tài đảng trị đang cầm quyền ở Việt Nam. Ông cho rằng không có tự do dân chủ, sự nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ là không có giá trị và không giúp gì cho người dân Việt Nam. Không có nhân quyền có nghĩa là không có mối quan hệ thực sự đáng tin cậy. Các tổ chức ký tên cho rằng kế hoạch của Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam phát triển chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là một sai lầm. Thư ngỏ nói, xin trích, trí tuệ nhân tạo trong tay của một thể chế toàn trị là một công cụ để đàn áp và kiểm duyệt người dân. Mặt khác, bất kỳ hoạt động xuất khẩu công nghệ bán dẫn nào sang Việt Nam đều sẽ có thể được gửi qua Trung Cộng với mục đích trốn tránh lệnh cấm bán chip. Hết trích. Các tổ chức ký thư ngỏ cũng khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ thông qua Bộ Ngoại giao công khai áp dụng đạo luật trách nhiệm giải trình nhân quyền Magnitsky toàn cầu trong các quan hệ với nhà cầm quyền Việt Nam. Theo đó, luật này cũng nên được dịch sang tiếng Việt và đăng nổi bật trên trang web và trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng các cuộc bầu cử ở Việt Nam không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào, chỉ đạt 27 trên 100 trên thang điểm bầu cử tự do và công bằng dựa trên các tiêu chí được quốc tế chấp nhận. Các tổ chức nói, Hoa Kỳ không nên mặc nhiên công nhận bầu cử ở Việt Nam là tự do và công bằng. Thư ngõ nhấn mạnh, xin trích, vấn đề bầu cử tự do và công bằng là vấn đề hết sức quan trọng đối với người dân Việt Nam trong và ngoài nước.
Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do và công bằng, có thể kiểm chứng được ở Việt Nam trên tư cách là một đối tác trong kế hoạch một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Hết trích. Đánh giá về khả năng phía Mỹ sẽ lắng nghe các ý kiến đề nghị trong thư ngỏ, ông David Trần cho biết. Khó thẩm định được khả năng phía Mỹ sẽ lắng nghe các ý kiến đã được đề nghị. Nhưng chúng ta biết là nếu như chúng ta không đề nghị gì cả thì khả năng chính quyền Mỹ lắng nghe là con số 0. Trong một quốc gia tự do như ở đây, việc lên tiếng là bộ phận công dân. Theo ông, thư ngỏ này cũng là để cảnh giác giới lãnh đạo Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền và dân quyền, giúp họ có những lý do chính đáng để từ chối những đòi hỏi có ảnh hưởng bất lợi cho những người yêu nước, yêu tự do trong và ngoài nước. Ông kết luận. Nếu chúng ta không lên tiếng cho đồng bào chúng ta thì ai sẽ lên tiếng? Vả lại, Mỹ cũng biết cái hậu quả của việc o bế một chế độ độc tài toàn trị là nguyên do dẫn đến cái vấn nạn của ngày hôm nay. Họ quyết sẽ không đi theo vào cái vết xe đổ đó. Hiện nay tụi em đang rất lo lắng nha. Tụi em đang rất lo lắng bởi vì là thứ sáu tuần trước có người cầm dao vào đe dọa kinh lắm. Rồi, việc rồi. Nghiêm trọng lắm. Rồi, em nói như vậy đó. Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thụ án tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhắn nhủ gia đình một cách gấp gáp trong cuộc gọi vào chiều 31 tháng 8. Sau câu nói này là khoảng lặng vài chục giây, dường như ông Thức bị an ninh trại giam ngăn cản không cho tiếp tục câu chuyện với gia đình. Trong đoạn âm thanh gia đình ghi lại cuộc đàm thoại, bên phía đầu dây bên kia có một giọng nam khác, nhiều khả năng là của một cán bộ quản giáo nói, ở trong này ai đe dọa anh? Tiếp đến ông Thức phản đối. Tôi mới gọi có 3 phút rồi, tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Rồi cuộc gọi bị cúp hẳn. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 57 tuổi, đang thụ án tù 16 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý dân chủ và quyền con người. Ông chỉ còn khoảng hơn một năm nữa sẽ mãn án. Một tù nhân lương tâm khác đang ở cùng khu giam giữ với ông Thức là luật sư Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững. Trong buổi chiều cùng ngày cũng gọi điện thoại cho gia đình thông báo về việc bị đàn áp trong trại giam. Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Bách, cho Đài Á Châu tự do biết về nội dung chồng bà nhắn gửi. Yêu cầu của anh Bách nhắn với gia đình là ngay lập tức tìm một cái hãng luật quốc tế tại Việt Nam, một cái pháp nhân quốc tế đứng ra để bảo vệ cho anh ý. Bởi vì anh ý nói quyền và lợi ích hợp pháp của anh đang bị xâm hại, nghĩa là anh cần luật sư vào trại giam để gặp anh ý. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên anh ý nói đến cái nội dung này, nhưng mà lần này thì anh ý cầu cứu nó rất là khẩn thiết. Cũng theo bà Thảo, ông Bách cho biết tình trạng an ninh ở trong trại giam đang nguy cấp và bị o ép khủng khiếp. Cái câu tiếp theo anh ý nói là có một nhóm người mặc quần áo phạm nhân nhảy vào khu giam của anh vào nửa đêm. Anh ấy đang nói đến cái câu đấy thì ngay lập tức là bị quát và cắt luôn. Lúc đấy mới được còn 5 phút gọi và đã bị cắt giữa chừng. Gia đình của hai tù nhân lương tâm liên lạc với nhau ngay trong buổi chiều 31 tháng 8 thông qua những câu nói không trọn vẹn của hai nhà hoạt động sống cùng phòng giam. Hai gia đình nghi ngờ rằng đã có một nhóm người mặc quần áo phạm nhân cầm dao nhảy vào khu giam giữ vào ngày 25 tháng 8 để đe dọa uy hiếp đến tính mạng của bốn tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở tổ A của cơ sở giam giữ này. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 9 gọi vào số điện thoại của trại giam số 6 đang trên mạng Internet để kiểm chứng thông tin, tuy nhiên không thể kết nối được với trại giam. Chúng tôi cũng gửi email tới Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an để đề nghị xác minh về vụ việc, tuy nhiên chưa lập tức nhận được câu trả lời. Trước đó, ông Thức có dặn gia đình lên thăm gặp vào thứ ba tuần sau và đưa luật sư đến trại giam để gặp ông, đồng thời phải chất vấn giám thị trại giam là ông Trần Bá Toan, yêu cầu ông này phải bảo đảm an ninh, an toàn cho những người tù chính trị ở tổ A, trại giam số 6. Kể từ khi bị bắt giam và bị kết án 5 năm tù với tội danh trốn thuế vào tháng 1 năm 2022, ông Đặng Đình Bách nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giam tùy tiện và bị kết án một cách không công bằng. Lần gần đây nhất, ông tuyệt thực trong một tháng, bắt đầu từ ngày 9 tháng 6. Bà Thảo cho biết, trong thời gian từ ngày 8 tháng 8 đến 25 tháng 8, ông không lấy thức ăn cung cấp bởi trại giam để phản đối việc trại giam số 6 không chuyển thư của ông tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và không chuyển quà cho vợ là cuốn sổ tay ông tự làm, trong đó có thơ và thư để tặng. Và bị quản giáo tịch thu một số đồ đạc cá nhân vào cuối tháng 7 như đèn đọc sách, sạc pin, lọ dầu gió. Cuối tháng 5 vừa qua, một nhóm 6 chuyên gia nhân quyền thuộc cơ chế nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gửi thư chung cho chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại của họ khi tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách và gia đình đang chịu sự đàn áp và sách nhiễu bởi nhà chức trách địa phương. Trong thư chung này, các chuyên gia nhân quyền đề cập đến thông tin mà họ nhận được liên quan đến việc gia tăng sách nhiễu hành chính và tư pháp đối với bà Thảo, cũng như việc ông tiếp tục bị giam giữ chỉ vì các hoạt động thực hiện quyền tự do ngôn luận, bảo vệ môi trường và các hoạt động nhân quyền.
Trong khi đó, doanh nhân và kỹ sư về công nghệ thông tin Trần Huỳnh Duy Thức vẫn tiếp tục đấu tranh trong trại giam để phản đối sự áp bức và đòi được trả tự do trước thời hạn. Ông đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc bị đối xử vô nhân đạo bởi giám thị và quản giáo. Trong tháng 8, ông từ chối thăm gặp người thân, đồng thời không nhận thức ăn và một số thứ thiết yếu như thuốc trị viêm xoang, trị đau răng, pin và đồ dùng hỗ trợ sức khỏe gia đình gửi vào. Việc từ chối này nhằm phản đối việc quản giáo tịch thu các thiết bị y tế cá nhân của ông trong tháng 7 sau khi ông lên tiếng đòi tự do cho bản thân trước thời hạn. Hai gia đình cho biết họ rất lo lắng cho tính mạng và an toàn của hai nhà hoạt động cùng hai bạn tù khác. Họ dự định sẽ đến trại giam vào thứ ba tới để yêu cầu ban giám thị giải trình về sự việc xảy ra tuần trước, cũng như yêu cầu trại giam bảo đảm an toàn cho họ. Hai gia đình cũng kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế quan tâm đến tình trạng của bốn nhà hoạt động trong trại giam số 6 cùng lên tiếng để bảo vệ họ khi tính mạng và quyền con người của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng. Và thưa quý vị, một cái bản tin liên quan tới cái việc Việt Nam sẽ tính các cái khoản lỗ vào trong giá điện. Điều đó thể hiện trong cái dự thảo mới của Bộ Công Thương gửi cho Bộ Tư pháp, được truyền thông nhà nước đưa tin những ngày gần đây. Theo đó, giá bán điện được tính thêm các cái khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lỗ lại đổ vào giá điện bán cho dân? Đó là cái lỗi định hướng, tại sao lại bắt người dân phải chịu? Điều đó gây ra những sự bất bình trong dư luận xã hội hiện nay. Theo Đài Á Châu Tự Do, trong một cái phóng sự với tựa đề giá điện cống lỗ của Việt Nam, lỗi định hướng sao bắt người dân phải chịu. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, dự thảo mới do Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp được truyền thông nhà nước đăng tải hôm giữa tuần cho thấy giá bán lẻ điện được tính thêm các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo Bộ Công Thương, năm 2022, EVN thua lỗ 26.000 tỷ đồng. Do đó, việc đề nghị tăng giá bán lẻ điện nhằm để bù vào khoản lỗ được EVN đưa ra là do giá than, khí và các chi phí đầu vào tăng. Cái lỗi của thượng tầng, tức là lỗi của cái người định hướng ấy, là định hướng sai mà nhân dân phải chịu. Nhân dân chịu đựng cái không đáng phải chịu đựng thì cái đó nó không hợp lý. Đó là nhận xét của tiến sĩ Ngô Đức Lâm, chuyên gia năng lượng độc lập thuộc Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng, khi trao đổi với Đài Châu Tự Do hôm 1 tháng 9 năm 2023 về việc Bộ Công Thương đề xuất giá điện cộng các khoản lỗ của EVN. Tiến sĩ Ngô Đức Lâm giải thích vì sao ông lại nhận định như vậy. Nhưng cái nó không hợp lý là ở chỗ là cái Bộ Công Thương và EVN ấy là trước nay là định nghĩa là cái nhiệt điện than thì nó là cái giá nó rẻ, cho nên người ta đưa vào để cái phát cho cái tỷ lệ nó cao nhất. Cụ thể từ năm vừa qua, tức là cái sản lượng nhiệt điện than chiếm tới gần 50%, nhưng mà do người ta không ngờ, người ta tính không hết là cái nhiên liệu nó lại tăng, chứ không phải là nhiệt điện than nó rẻ. Xưa nay là luôn luôn là định nghĩa là nhiệt điện than giá nó thấp hơn cái khác, chứ nó đưa vào nhiều. Nhưng nay là cái giá nhiên liệu phần lớn là nhiên liệu nhập nó tăng lên, chứ nhiệt điện than nó không còn rẻ nữa. Theo tiến sĩ Ngô Đức Lâm, nếu đưa vào phần lỗ của nhiệt điện than mà sau này cứ như vậy mãi cho những năm sau, với tỷ lệ nhiệt điện than chiếm cao, thì giá sẽ rất cao và nhân dân phải chịu đựng. Ông Lâm cho rằng điều đó là không hợp lý. Ông Lâm nói tiếp. Người ta chỉ có là nếu như mà cái anh nào nó giá nó thấp thì mới đưa vào nhiều. Nhưng nếu bây giờ cái nhiệt điện than vẫn chiếm cái tỷ lệ cao như thế mà lại còn những cái khác có khả năng đưa vào nó tốt hơn. Ví dụ so sánh với lại thủy điện hoặc là cái năng lượng tái tạo mà trong hoàn cảnh giá nó lại hợp lý hơn thì không nên là sử dụng cái nhiệt điện than nhiều. Thống kê về sản lượng điện được tải lên lưới điện của toàn hệ thống năm 2022 của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam công bố vào tháng 1 năm 2023 cho thấy nhiệt điện than chiếm 39,09%, nhiệt điện khí đốt 11,01%, nhiệt điện dầu 0,02%, thủy điện chiếm 35,41%, nhập khẩu điện 1,26%, điện gió 3,30%, điện mặt trời 9,51%, sinh khối 0,14% và nguồn khác là 0,26%. Tiến sĩ Ngô Đức Lâm cho rằng
phải tính toán kỹ về đề xuất giá điện cộng các khoản lỗ của EVN. Bởi lẽ, chuyên gia năng lượng này nói tiếp, nếu chỉ tức thời trong một thời điểm, thì sau này không được áp dụng nữa. Tức là theo ông Lâm, không được áp dụng tỷ lệ sử dụng điện than đó nữa. Trong khi hiện tỷ lệ điện than chiếm rất cao, 40-50% của tổng sản lượng điện, và đó là bất hợp lý. Ông Lâm phân tích. Bây giờ nếu người ta chỉ căn cứ theo những điều trong cái quy định mà làm ấy, như một cái quy định ấy là cái định hướng nó đã không đúng rồi, mà nhân dân phải chịu đựng thì cái định hướng đó nó phải đổi đi, chứ không nên là áp dụng cái tỷ lệ như nhiệt điện than nó nhiều như thế nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR khi trả lời báo Nhà nước hôm 1 tháng 9 năm 2023 cho rằng khoản lỗ 26.000 tỷ đồng trong năm 2022 do tác động của giá than, giá khí và các chi phí đầu vào trong khâu sản xuất điện tăng cao là đúng. Nhưng cần làm rõ vai trò của EVN trong đánh giá, dự báo về xu hướng giá, hoạt động quản lý, đàm phán mua điện của các nhà cung cấp để góp phần giảm lỗ. Ngoài ra, nhiều chuyên gia phân tích đề xuất dâng cổng giá điện có khoản lỗ của EVN cho rằng cần tăng tính minh bạch và giám sát thị trường trong việc đưa ra cơ chế xác định giá phù hợp với sự phát triển của thị trường điện cạnh tranh trong thời gian tới. Song song đó, nhiều người dân thông qua mạng xã hội cũng đã bày tỏ sự bức xúc của mình về đề xuất tăng giá điện của Bộ Công Thương. Ông Thiệu, hiện sinh sống ở Sài Gòn, cho Đài Cho Tự Do biết ý kiến hôm 1 tháng 9 năm 2023. Cái tin đó khi được đăng tải trên những cái trang mà báo chí nhà nước á, thì mình lướt trên cái mạng cộng đồng xã hội á, thì họ rất là bức xúc với cái tin này, vì nó là một cái điều hết sức là nghịch lý. Và riêng cá nhân tôi là người sử dụng điện, tôi cũng thấy rất là nghịch lý, vì tại sao mà họ đi đầu tư E Việt Nam, họ đi đầu tư các nơi ví dụ như là lời thì họ ăn chia với nhau, mà lỗ thì họ bắt dân gánh, có điều rất là phi lý. Nhưng mà rồi bây giờ làm sao, giả dụ như trường hợp họ áp đặt cái mức điện như thế nào thì người dân cũng phải chịu, chứ không cách gì khác. Không lẽ bây giờ tôi không xài điện đâu được sao? Nó là nhu cầu của những người thiết yếu nhất trong cuộc sống hiện nay mà. Mà trong khi đó thì E Việt Nam là một cái doanh nghiệp độc quyền của nhà nước, họ rất là được tiên, họ nói chung là được ban phát những cái đặc ân mà trùm lên hết, cho nên là họ áp đặt cái gì thì cuối cùng người dân phải chịu, mặc dù rất là bức xúc. Trước đó vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, khi góp ý về dự thảo mới về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, EVN đã đồng ý phương án Bộ Công Thương đưa ra, đó là giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh 3 tháng một lần thay vì 6 tháng, theo biến động đầu vào của tất cả các khâu như phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện, điều hành quản lý và dịch vụ phụ trợ. Việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần theo Bộ Công Thương và EVN là để phản ánh kịp thời biến động đầu vào. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính, trả lời để cho Tự Do khi đó cho rằng dự thảo mới này không khả thi. Còn tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 1 tháng 9 năm 2023 cho rằng, trong chế độ độc đảng như hiện nay, khi các tiếng nói trái chiều đều bị dập tắt, thì việc một công ty quốc doanh độc quyền nắm giữ một mặt hàng chủ lực và tùy nghi định giá là một điều dễ hiểu. Ông Vũ nói thêm qua giọng đọc Nguyên Lam. Để tối ưu hóa quyền lợi của người dân và tài nguyên của đất nước, Việt Nam có thể học theo cách làm của châu Âu, đó là cho phép các nhà cung cấp điện được quyền đấu giá để cung cấp điện theo những khung giờ nhất định. Doanh nghiệp cung cấp điện nào hoạt động hiệu quả sẽ tồn tại và phát triển. Điều này vừa giúp người dân có cơ hội tiêu thụ điện với giá tối thiểu, vừa giúp chính quyền khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả lớn mạnh. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta đi vào một cái nội dung liên quan tới chủ đề Biển Đông trong cái bài bình luận của AP với tiêu đề bản đồ mới của Trung Quốc gây bão, tại sao lại xuất hiện vào thời điểm hiện nay. Theo AP cho biết, Trung Quốc đang khiến cho rất nhiều các cái quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cực kỳ khó chịu khi họ mới nhất công bố một cái bản đồ chính thức. Theo đó tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết diện tích của Biển Đông, cũng như các cái khu vực có tranh chấp với các quốc gia khác như Ấn Độ và Liên bang Nga. Và sự phản đối của các quốc gia trên thế giới tiếp tục gia tăng. Một cái câu hỏi đặt ra của AP là, Trung Quốc nhận chủ quyền của họ bao gồm những cái gì? Theo AP, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đã công bố một cái bản đồ quốc gia tiêu chuẩn
cho năm 2023 được công bố ngày 28 tháng 8. Một cái phần trong nỗ lực liên tục nhằm loại bỏ các cái bản đồ có vấn đề. Được biết, bản đồ năm 2023 do Trung Quốc công bố đã thể hiện rõ một cái đường chín đoạn, phân định cái điều mà trước đây họ gọi là đường đứt khúc chín đoạn này thay bằng một cái đường đứt khúc 10 đoạn. Theo đó, Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ diện tích của Biển Đông. Bản đồ mới nhất năm 2023 của Trung Quốc và các phiên bản khác của họ gần đây đã thêm một đoạn thứ 10 ở phía đông của đảo Đài Loan. Ở góc đông cực bắc Trung Quốc giáp với biên giới Nga, bản đồ mới của Trung Quốc cho thấy đảo Bolshoi-Ushuriski, một cái hòn đảo ở ngã ba sông Amur và sông Ushuri, là lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù hai nước Nga và Trung Quốc đã ký kết một cái thỏa thuận gần 20 năm trước đây để phân chia hòn đảo vừa kể. Và mới một sự bành trướng lãnh thổ như hiện nay thì Triều Tiên không thể đi sang Nga một cách trực tiếp mà phải quá cảnh qua đất Trung Quốc. Trong khi đó, dọc biên giới phía Nam với Ấn Độ, bản đồ mới cũng cho thấy khu vực Arunachal Pradesh và cao nguyên Doklam, nơi Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh chấp, rõ ràng nằm trong biên giới của Trung Quốc, cùng với khu vực Aksaichin ở khu vực phía Tây mà Trung Quốc kiểm soát, nhưng Ấn Độ vẫn tuyên bố chủ quyền của họ. Và thưa quý vị, với cái thái độ bất chấp, kể cả Nga và Ấn Độ là các cái cường quốc lớn, và điều đó đã khiến cho các cái quốc gia trên thế giới cũng như khu vực Đông Nam Á đã có những cái phản ứng mạnh mẽ. Theo AP, tuyên bố chủ quyền lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông và đã khiến cho Trung Quốc rơi vào một thế đối đầu căng thẳng với các quốc gia Đông Nam Á hiện nay, đó là Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Tất cả các quốc gia vừa kể đều có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ đang xảy ra chiến tranh biên giới từ năm 1962 và việc tranh chấp biên giới đã dẫn đến cái tình trạng đối đầu kéo dài 3 năm gần đây giữa hàng chục nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực Ladakh. Được biết, 3 năm trước đây đã có một cái cuộc đụng độ lớn trong khu vực đã làm cho 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc tử thương. Theo AP, sau khi bản đồ của Trung Quốc được công bố, Ấn Độ đã phản ứng trước cho rằng các cái tuyên bố của Trung Quốc làm cái điều hoàn toàn không có cơ sở. Thậm chí phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bakshi nói rằng những cái bước đi như vậy của phía Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm vấn đề giải quyết tranh chấp biên giới mà thôi. Và thưa quý vị, được biết ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã khiếu nại vào ngày 29 tháng 8 thông qua các cái kênh ngoại giao của họ. Trong khi đó, được biết Malaysia, một cái quốc gia Đông Nam Á, lập tức bác bỏ tuyên bố đơn phương của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Malaysia nói rằng bản đồ mới của Trung Quốc không mang tính ràng buộc pháp lý đối với Malaysia. Trong khi đó, Việt Nam, Đài Loan, Indonesia và Philippines là các cái nước tiếp theo lên tiếng phản đối. Theo AP, Việt Nam nói các yêu sách của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền tài phán của Việt Nam đối với các cái vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam cần phải được coi là một sự vô hiệu bởi vì vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Theo AP, để minh họa cho cái việc đòi hỏi một cách quá mức, Hà Nội đã coi đường đứt khúc chín đoạn trước đây làm cái hành động khiêu khích. Đó là lý do tại sao tháng 7 năm 2013, chính quyền Việt Nam đã cấm một cái bộ phim nổi tiếng bao gồm các hình ảnh bản đồ thể hiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Đó là bộ phim Baby. Trong khi đó, hòn đảo tự trị Đài Loan, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố bằng một cái đường đứt khúc thứ 10, đưa ra những cái khẳng định rằng đường chín đoạn và các yêu sách về Biển Đông của Bắc Kinh là những cái điều vô lý, không được công nhận. Trong khi đó, các yêu sách lãnh thổ đôi khi dẫn tới những cái sự đối đầu trực tiếp
Và cách đây hơn một tuần, như quý vị đã biết, các cái tàu tuần duyên của Philippines đã vượt qua vòng phong tỏa của các cái tàu tuần duyên Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Philippines vẫn cố gắng đưa các cái tàu chở hàng cung cấp tiếp tế cho quân đội Philippines đang bảo vệ bãi cạn Scarborough. Trung Quốc và Philippines đang tranh chấp. Phản hồi về cái vấn đề bản đồ mới nhất của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Philippines được biết đã trích dẫn một cái phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Hay theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Trong đó, tuyên bố của Tòa án Quốc tế đã vô hiệu hóa các yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ và ủng hộ Philippines trong việc kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Trong khi đó, Cộng hòa Liên bang Nga, một cái quốc gia nhận sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Ukraine, đã bị Trung Quốc bành trướng lãnh thổ, nhưng cho tới thời điểm hiện nay, Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Và phản ứng của Trung Quốc ra sao theo AP, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 31 tháng 8 đã bỏ qua các cái câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan tới các chi tiết cụ thể của đường chín đoạn và lý do Trung Quốc sử dụng đường chín đoạn trong những cái năm gần đây. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ nói với các phóng viên báo chí rằng lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là một sự nhất quán và rõ ràng. Được biết, Uông Văn Bân không trực tiếp đề cập tới các cái phản đối mà chỉ nói rằng việc cập nhật bản đồ làm cái câu chuyện thông thường, thực hiện thường xuyên hàng năm với một cái mục đích cung cấp các cái bản đồ tiêu chuẩn và giáo dục công chúng trong việc sử dụng bản đồ theo các cái quy tắc của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: "Chúng tôi hy vọng các cái bên liên quan họ có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan và hợp lý hơn." Một cái câu hỏi đặt ra của dư luận quốc tế đó là tại sao Trung Quốc lại công bố cái bản đồ mới vào thời điểm hiện nay. Theo giới phân tích, bản đồ quốc gia là một cái sản phẩm được xuất bản hàng năm và nó có thể được phát hành bất kỳ lúc nào. Và Trung Quốc biết rất rõ các tuyên bố của họ gây tranh cãi, cho nên một cái điều quan trọng ở đây theo AP đó là việc Bắc Kinh chọn công bố ngay sau cái hội nghị thượng đỉnh tháng 8 của các quốc gia BRICS, đó là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, ngay trước khi Trung Quốc tham gia một cái cuộc họp cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Ấn Độ. Được biết, tại cuộc họp BRICS, mối quan hệ Trung Nga được nhìn nhận rộng rãi là đã được củng cố khi nhóm này đã bỏ phiếu ủng hộ cái đề xuất của Bắc Kinh, cũng như Moscow thúc đẩy mời Iran và Ả Rập Xê Út và bốn quốc gia khác cùng tham gia khối BRICS. Được biết, bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn nói về cái vấn đề biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hai bên đồng ý tăng cường những cái nỗ lực giảm căng thẳng. Trong khi đó, hầu hết chính phủ các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông mà là thành viên của ASEAN, cũng như Ấn Độ chủ trì các cái cuộc đàm phán G20 trong những cái ngày tới đây. Theo giới phân tích, khi công bố bản đồ vừa kể vào cái thời điểm hiện nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh được nhiều người coi họ đang phát đi những cái thông điệp rõ ràng rằng họ không quyết định rút lui bất kỳ một cái tuyên bố chủ quyền nào của họ và đảm bảo rằng các cái quốc gia khác trong khu vực không nên lãng quên một cái quan điểm bất di bất dịch của Trung Quốc. Và thưa quý vị, cũng phải nhắc thêm liên quan tới chức việc phát hành bản đồ vừa kể, đó là lý do tại sao ông Tập Cận Bình có thể không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi để tránh mặt những sự phản ứng của các cái quốc gia có nền kinh tế giàu có nhất hiện nay. Và thưa quý vị, một cái nội dung đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là vấn đề quan hệ đối ngoại liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam, dự kiến trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 11 năm 2023. Và thưa quý vị, 9 và 10 tháng 9 tới đây, nó là tính theo thời gian của Hoa Kỳ,
Do đó, chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ vào ngày 10 và 11 giờ Việt Nam. Trong cái bài bình luận liên quan tới mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, luật sư Lê Quốc Quân, một cái nhà hoạt động ở Việt Nam hiện nay đang định cư tại Hoa Kỳ, trong cái bài viết có tựa đề Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, chính trị thực dụng và cơ hội cho Việt Nam. Mở đầu bài viết, luật sư Lê Quốc Quân đặt vấn đề quan hệ Việt-Mỹ hiện nay đã trải qua biết bao nhiêu những cái thăng trầm của lịch sử và đang tiến dần đến một cái ngưỡng rất quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa, song điều đó đòi hỏi rất cao và những cái thách thức các cái giá trị giữa hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong khi chuyến đi 2 ngày của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam trong trung tuần tháng 9 tới đây, người ta cần phải đưa ra những cái nhận định, những cái phân tích thấu đáo, đồng thời phải đưa ra được những cái dự báo chính xác về cái mối quan hệ Việt-Mỹ. Theo tác giả, một cái nhu cầu quan hệ nâng cấp ngoại giao là từ hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo đó, thực tế chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền đảng Dân Chủ được hình thành từ thời Tổng thống Barack Obama và cho tới nay nó vẫn tiếp tục được Hoa Kỳ thúc đẩy mạnh mẽ bởi Tổng thống Joe Biden. Những cái kết hợp trong các cái chiến lược như Quad, tức tổ chức tứ giác kim cương, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ hay Australia, hay Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, trước đây cũng không nằm ngoài cái chiến lược tối cao của Hoa Kỳ. Đó là tìm cách thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác để kiềm chế sức mạnh đang tăng lên đáng kể của Trung Quốc. Ngoài một số chiến lược lớn toàn cầu, Hoa Kỳ liên tục tìm kiếm các cái đồng minh mới của họ ở vùng dạng đệm sát với Trung Quốc hơn, mà những cái cuộc thảo luận gần đây của Washington với Hán Thành, Manila hay Hà Nội và kể cả tới đây sẽ là Phnom Penh chứng tỏ cho những cái điều đó. Và Việt Nam với một vị trí đặc biệt liên quan tới lịch sử đầy chông gai chống Trung Quốc nên Việt Nam không thể không thu hút một cái sự chú ý lớn nào của chính giới Hoa Kỳ. Theo tác giả, đối với Việt Nam thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang gặp những cái thách thức to lớn khi không giải quyết được một cái vấn đề tham nhũng và tình hình kinh tế Việt Nam đang trì trệ trong khi tuổi đang trở nên cao. Và Nguyễn Phú Trọng rõ ràng không thể cầm quyền mãi được, nên ông Trọng buộc phải chấp nhận bình với những cái đường bình mới, hầu như nhằm mục đích gia tăng uy tín chính trị của ông ta và tìm kiếm những cái cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam. Vẫn theo tác giả, một cái khả năng kiểm soát quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay bằng những cái lời rao giảng đạo đức đang dần dần chết khô giữa một cái xã hội Việt Nam mà tính lý tưởng trở nên cạn kiệt. Người dân Việt Nam không tin vào cái chiêu bài lý tưởng cộng sản bởi hầu hết các cái quan chức tham nhũng đều là lãnh đạo Việt Nam. Họ là những cái kẻ đã từng giáo huấn, thậm chí viết sách về vấn đề chống diễn biến và những lời dạy kinh điển về đạo đức. Và lối giáo huấn xuồng của ông Nguyễn Phú Trọng đã trở nên hết sức lỗi thời và đã bị thực tế đào thải trên mọi phương diện. Vì thế việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ là một cái bước tiến quan trọng và nó sẽ có lợi cho cả đôi bên. Đối với phía Mỹ, đó là cái tính kế lâu dài. Còn đối với Việt Nam, nó là sự ưu tư trước mắt. Hoa Kỳ cần an ninh khu vực. Họ thích thú ngắm một cái bãi biển dài và đẹp hơn 3.200 cây số với nhiều cảng nước sâu. Đó là sự ưu việt mà Hoa Kỳ có thể sử dụng đa mục đích, trong khi Việt Nam có thêm cái phương tiện vừa thu lợi được về mặt kinh tế, vừa thu lợi về mặt kinh tế, đồng thời cũng vừa cân bằng được cái mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc và Nga, đồng thời nâng vị thế của Việt Nam trong khu vực. Đánh giá về ý đồ của Trung Quốc hiện nay và những cái bước đi tiếp theo của Việt Nam. Theo tác giả, Việt Nam hiểu rõ giá tầm của Trung Quốc khi mới đây, Ngoại trưởng Vương Nghị đã đề nghị Việt Nam cần thiết phải duy trì lý tưởng cộng sản để bảo vệ an ninh chế độ, đồng thời chống lại sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài, trong khi khẩn trương tiến hành các hoạt động quân sự hóa trên đảo Tri Tôn. Những cái điều vừa kể rõ ràng chứng tỏ cho thấy bàn lãnh đạo Bắc Kinh đang nói một đàng là một nẻo, thì các nhà lãnh đạo Hà Nội họ cũng ở một cái bậc thượng thừa
nên Việt Nam đọc vị rất kỹ Trung Quốc và ngược lại. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam hết sức dè dặt trong việc lên tiếng cụ thể về cái chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Hà Nội, dù rằng mọi thứ đã chính thức và đã bắt đầu. Trên thực tế trước đó, Việt Nam Hoa Kỳ đã tiến các cái bước đi rất cẩn thận và chi tiết. Sau chuyến đi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken tới Việt Nam vào cuối tháng 4, thì trưởng ban đối ngoại trung ương ông Lê Hoài Trung đã tới Washington DC vào cuối tháng 6. Ông Lê Hoài Trung gặp cả Ngoại trưởng Antony Blinken và gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Jack Sullivan. Và Việt Nam Hoa Kỳ đã bàn bạc chi tiết cụ thể rất nhiều vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước Việt-Mỹ, kể cả chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ trong những cái ngày tới đây. Có lẽ để tôn trọng Việt Nam và cũng đề phòng cái sự quấy rối của Trung Quốc như những cái bất trắc đã xảy ra trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Kamala Harris vào năm 2021. Trong cái thông báo mới nhất của Tòa Bạch Ốc, ban đầu chỉ đề cập tới cái việc Tổng thống Hoa Kỳ tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 9, còn Phó Tổng thống Kamala Harris thì dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Jakarta, Indonesia, mà cho tới ngày 28 tháng 8, Việt Nam mới thông báo về chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ khởi hành vào ngày 10 tháng 9. Theo tác giả, việc Joe Biden thăm Việt Nam ngay sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 mà Joe Biden bỏ qua không dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Jakarta, tách Việt Nam không ra chỉ khoảng hơn một giờ bay, điều đó đã thể hiện một cái ưu thế đặc biệt của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Và điều đó tất cả các bên đều nhận thức rõ ràng rằng Việt Nam hiện nay trở thành một cái thách thức chính yếu của Trung Cộng trong việc bành trướng lãnh thổ và chủ quyền trên biển Đông Nam Á. Và Trung Quốc sẽ coi những cái bước đi của Biden như một cái hành động táo bạo đầy ưu ái cho một cái quân cờ mới mang tên Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội họ cũng có những cái cách của họ. Họ vừa im lặng để đi xa, nhưng cũng ý thức rõ về cái trách nhiệm mới của họ trong cuộc chiến ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông. Biết một cái vị thế mới của mình, nên lãnh đạo Việt Nam đang hết sức thận trọng trong cái mối quan hệ với Hoa Kỳ. Và để có thể cân bằng pha loãng một cái sự liên kết mới với Hoa Kỳ, Việt Nam cũng tuyên bố muốn gia nhập khối BRICS và đã chuẩn bị ký một cái đối tác chiến lược với Australia. Điều mà báo chí Việt Nam liên tục nói về một cái sự nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam với Singapore. Những cái điều vừa kể để cho thấy Việt Nam đã thực hiện một cái chính sách đối ngoại thực dụng mèo trắng, mèo đen, miễn là bắt được chuột. Theo tác giả cho rằng chính trị luôn luôn có những cái sự phiêu lưu và sức hấp dẫn riêng của nó, và loài người đã trở nên nhanh và ranh hơn trên tất cả các phương diện. Đồng thời về với sự mập mờ về chủ nghĩa trỗi dậy, thực tế của Trung Quốc hiện nay đang đặt ra những cái mâu thuẫn rất lớn về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn, về nói và làm, về khả năng phân biệt đúng hay sai, tốt hay xấu trong hệ thống chính trị toàn cầu. Hoa Kỳ hiện nay đang thực thi một cái chính sách chính trị thực dụng, và điều đó ít nhiều ảnh hưởng, thậm chí mâu thuẫn với các cái giá trị mà họ thường cổ suý, đó là các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền, luôn được người Mỹ cổ suý này đã bị sang một bên cho những cái chương trình mà giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ coi đó là những cái hành động thực tế hơn. Và vào một cái độ tuổi 100 của mình, cố vấn Hoa Kỳ ông Henry Kissinger vẫn tiếp tục thăm một cái người bạn tri ân Trung Quốc và nói về cái việc hợp tác Mỹ-Trung, trong khi nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục coi Henry Kissinger là một cái chiến lược gia của thế giới trong thế kỷ 21 với một cái cách tiếp cận đầy thực dụng. Đó là câu chuyện mèo trắng hay mèo đen. Nó có vẻ không chỉ là học thuyết của ông đặt ở Trung Quốc, nhưng rõ ràng nếu không giải quyết các cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam hay Trung Quốc hiện nay, thì rõ ràng Hoa Kỳ cũng gặp phải những cái thách thức từ các đồng minh của họ. Người ta sẽ hiểu ra sao về một cái quan điểm người Mỹ đối với một Việt Nam cộng sản
hay một cái đàn em thực sự của Trung Cộng. Tiêu chuẩn kép trải rộng từ đông sang tây, kéo dài từ quá khứ sang hiện tại, vẫn được chính quyền Joe Biden phát huy mạnh mẽ. Việt Nam cũng thế, nhưng họ công khai thách thức hơn khi ký kết với Hiệp định Thương mại MOU với Liên minh châu Âu. Việt Nam sẵn sàng sửa luôn cả cái luật lao động, cho phép thành lập công đoàn độc lập để hài lòng các đối tác. Nhưng trên thực tế, sau hơn 3 năm ký kết Hiệp định Thương mại với Liên minh châu Âu, không một cái tổ chức công đoàn độc lập nào được phép ra đời. Mà ngược lại, xã hội dân sự ở Việt Nam ngày càng bị tấn công và thu hẹp. Theo tác giả, trong những năm vừa qua, chính quyền Việt Nam đã bắt tới 6 giám đốc thuộc tổ chức Vosta, một cái cơ quan ô dù của các cái tổ chức xã hội bán nhà nước. Còn Hoa Kỳ, liệu họ có quá tự tin khi lao vào một cái cuộc chơi mà không phải sở trường của họ? Theo tác giả, dù sao các bên đã bước qua quá khứ để bước tới những cái bước tiến trong hiện tại và hướng tới tương lai. Đó là một trong những cái hành động hoàn toàn hợp xu thế tiến bộ, và điều đó làm cái mong ước rất nhiều của nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam hiện nay. Một cái câu hỏi đặt ra nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, có những cái hiểm nguy nào đang rình rập cả hai nước? Theo tác giả, nhân loại sững sờ khi thấy một sự hài hòa tuyệt vời giữa đầu tư tư bản với các cái chế độ truyền chính cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Nó tồn tại từ 2 tới 30 năm. Này không quá bất ngờ khi một cái chính sách ngoại giao cây tre đang vờn quanh một cái cây gậy và một củ cà rốt to tướng, mà sẽ vô cùng hòa hợp như một con rắn quấn quanh cây gậy. Trong cái biểu tượng của ngành y tế, hình ảnh đó nó không chỉ là một cái tượng trưng cho sự khôn ngoan, một cái sự mạnh mẽ, còn ám chỉ một cái khả năng có thể giải quyết được những cái vấn đề nhức nhối nhất trong cái mối băng rào với Trung Cộng mà theo cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã từng nói trước đó. Đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa hợp tác vừa đấu tranh với bên này. Một trong một cái quan hệ tay ba Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đồng nghĩa với cái việc bên kia cũng phải vừa hợp tác vừa đề phòng. Bởi vậy, hàng loạt các cái động thái dồn dập đang xảy ra trong cái vấn đề nâng cấp ngoại giao giữa hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ đã và đang sắp xảy ra. Và Việt Nam liệu có tiếp tục đi vào cái quỹ đạo của các nước lớn mà biết đâu lại trở thành một cái tiền đồn của những cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong tương lai? Đề cập tới một cái vấn đề mà theo tác giả, một cái quyết định hợp tác với Hoa Kỳ nó có nuôi dưỡng cái lòng phản chắc của hai bên hay không? Rõ ràng trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, như một cái cô gái đa tình có thể bắt cá hai tay, nhưng giả sử có một cái cuộc chiến tranh xảy ra, dù trên Biển Đông hay Đài Loan hay bất kỳ một cái nơi nào khác trong khu vực, thì Việt Nam có thể phải buộc chọn một cái bên như đã từng chọn. Khi đó Việt Nam đang bắt cả hai tay có thể trở nên một cái điều cực kỳ nguy hiểm, khi tự nó đã nuôi dưỡng cả một cái sự thủy chung và lòng phản chắc trong các mối quan hệ tay ba. Và rất có thể quyết định bắt cá hai tay của Việt Nam ngày hôm nay sẽ xé Việt Nam ra làm đôi vào một cái thời điểm bất ngờ nhất của ngọn chiều lịch sử, như nó đã từng xảy ra. Còn Hoa Kỳ và Trung Quốc, họ vẫn luôn luôn là các cái cường quốc, họ sẽ chơi những cái ván cờ lớn với những cái người chơi xứng tầm. Theo tác giả, lịch sử thì phiêu du, không ai có thể dự báo trước được, nhưng có một cái điều chắc chắn chúng ta phải làm được, đó là phải đưa đất nước Việt Nam của mình thực sự mạnh mẽ lên. Người dân Việt Nam phải được thực sự tự do, ấm no, đất nước được phát triển và thịnh vượng. Phải như vậy mới có thể đảm bảo được chủ quyền, bảo vệ sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ trong thế đứng của toàn nhân loại. Và lúc đó, Việt Nam có thể tự hào, có thể sánh ngang với cường quốc Nam Châu như điều ông Hồ Chí Minh mong muốn, mà Việt Nam không cần phải ngả nghiêng theo kiểu ngoại giao cây tre của ông Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, những cái tên từ cung đình cho biết ông Nguyễn Phú Trọng đang bị các sức ép rất mạnh trong đảng, buộc phải chuyển hướng sang Hoa Kỳ, dù rằng từ trước đến nay, ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng thực sự là một cái thái thú của Bắc Kinh ở Việt Nam. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung liên quan tới sức khỏe của ông Nguyễn Chí Vịnh. Nhiều quý vị đã biết trong thời gian gần đây,
từ khóa Nguyễn Chí Vịnh trở thành cái từ khóa hot nhất, có số lượng người truy cập cao nhất liên quan tới việc mạng xã hội Việt Nam xôn xao một cái câu chuyện về hình ảnh của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, một cái người chịu trọng trách trong vấn đề quan hệ đối ngoại quốc phòng và tình báo. Vậy mà thưa quý vị, dư luận xã hội Việt Nam trong cũng như ngoài nước bất ngờ thấy ông Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong chương trình thời sự của đài truyền hình VTV1, một cái buổi phát sóng giờ vàng 19 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2023. Được biết ông Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong cái tình trạng sức khỏe hết sức tồi tệ. Đó là lý do tại sao hàng chục triệu khán giả truyền hình Việt Nam trong và ngoài nước họ bất ngờ khi tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện với một cái thể trạng sức khỏe quá yếu ớt trong cái chương trình phóng sự của đài truyền hình VTV, cho thấy tướng Nguyễn Chí Vịnh đang phát biểu ca ngợi với cái cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương liên quan tới đường lối quân sự của Việt Nam. Đây là một cuốn sách mới được xuất bản. Theo đó, cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Tại sao tướng Nguyễn Chí Vịnh lại giới thiệu một cái cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi trước đại hội 13, mối quan hệ giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Chí Vịnh có những cái bất đồng được cho là xung khắc. Tuy nhiên số đông khán giả đều bị sốc. Họ sốc thực sự khi thấy tướng Nguyễn Chí Vịnh hốc hác gần như hết sạch tóc. Quý vị có thể theo dõi các hình ảnh trên màn hình trình chiếu Nguyễn Chí Vịnh với một cái gương mặt đầy dấu ấn của cái việc xạ trị bệnh ung thư. Những cái hình ảnh của tướng Nguyễn Chí Vịnh khác hẳn so với những cái hình ảnh cách đây không lâu. Nguyễn Chí Vịnh còn rất phong độ oai phong. Nguyễn Chí Vịnh nói năng hùng dũng, đúng nghĩa một cái thượng tướng nhà binh. Và thưa quý vị, được biết người ta từ bất ngờ đến ngạc nhiên khi thấy thể trạng của tướng Nguyễn Chí Vịnh tại sao lại xuất hiện trên truyền hình để ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm cái điều còn bất ngờ hơn. Theo giới quan sát cho rằng người ta nhìn thể trạng của tướng Vịnh trong cái tình trạng sức khỏe suy sụp đáng lo, điều mà các cái đồng niên của Nguyễn Chí Vịnh học tại trường Trỗi, tức trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi ở Quế Lâm, Trung Quốc trước đây. Họ nói rằng trong số họ và người thân của tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra những cái lời ca thán, nói Nguyễn Chí Vịnh không hiểu lý do tại sao chết đến đít vẫn còn phỏng vấn, cái mẹ gì, đúng là một thằng điên. Thưa quý vị, thậm chí những cái người thân và những cái bạn thân của Nguyễn Chí Vịnh thời trai trẻ cũng nói những cái điều vừa kể. Theo giới phân tích, thực ra những cái tin đồn đoán liên quan tới sức khỏe của ông Nguyễn Chí Vịnh bị bệnh, thậm chí được cho là bị đầu độc, được loan truyền trên mạng xã hội từ đầu năm 2023. Tuy nhiên khi ấy, dư luận xã hội vẫn chưa tin, bởi đa số nghĩ rằng Nguyễn Chí Vịnh năm nay mới ở tuổi 66. Nếu quý vị biết rằng Nguyễn Chí Vịnh sinh tháng 5 năm 1957, hơn nữa Nguyễn Chí Vịnh là con của Đại tướng Nguyễn Chí Thành, một cái công thần của chế độ, chắc chắn Nguyễn Chí Vịnh thời tuổi trẻ được ăn sung mặc sướng thì sức khỏe chắc chắn phải rất tốt. Cho nên khi nghe tin Nguyễn Chí Vịnh bị mắc bệnh, ai cũng nghĩ nó chỉ ở cái mức độ bình thường. Bởi vì lâu nay ở Việt Nam có một cái người nghĩ rằng tin đồn không trồn thì cũng cáo, nhưng những cái người đón nhận tin tức họ không tin. Trở lại một cái câu hỏi tại sao tướng Nguyễn Chí Vịnh ốm đau như thế, thay vì tướng Vịnh cần phải nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, tại sao, vì lý do gì mà Nguyễn Chí Vịnh lại xuất hiện trong một cái chương trình truyền hình của đài truyền hình Việt Nam VTV1 mà không phải để nói những cái vấn đề khác, mà để ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Mục tiêu của Nguyễn Chí Vịnh là làm gì? Và rõ ràng theo giới phân tích, trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, mối quan hệ giữa tướng Vịnh và Tổng Trọng rất xấu. Và đó có lẽ là lý do Nguyễn Chí Vịnh đứt gánh giữa đường, bất ngờ chấm dứt sự nghiệp chính trị ở cái tuổi 63, tràn đầy hy vọng. Thậm chí có những cái đánh giá cho rằng Nguyễn Chí Vịnh có thể trở thành Tổng Bí thư Đại hội 14
Tuy nhiên giới thạo tin và những tin tức từ cung đình cho hay tướng Vịnh biết cuộc sống của ông ta không còn lâu nữa, không thể kéo dài một cái thời gian hơn một năm, nên Nguyễn Chí Vịnh và phe nhóm quyết định chơi một cái kế sách chỉ tàn mạ hoè, tức là chỉ cây dâu mắng cây hoè. Nó là một trong 36 kế sách trong bình thường của Trung Quốc, hay nói thẳng rõ nghĩa rằng những cái ngày cuối đời, Nguyễn Chí Vịnh và phe cánh đã lobby thành công Đài Truyền hình Việt Nam để xuất hiện trong chương trình Giờ Vàng giới thiệu sách cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng thực chất nó làm cái vẻ bề ngoài, mà mục đích của tướng Vịnh và phe nhóm muốn gián tiếp tố cáo với công luận rằng thể trạng sức khỏe của tướng Vịnh như mọi người đang thấy trên màn hình, nó còn liên quan tới một cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương. Điều mà giới phân tích cho rằng chỉ có những cái kẻ thâm nhò nhiều thủ đoạn, việc phải thân Trung Quốc mới nghĩ làm cái mưu mô trước quỷ như vừa kể. Và thưa quý vị, căn cứ vào những cái lý lịch chính ngang của tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông Vịnh là một cái sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân hàm thượng tướng. Nguyễn Chí Vịnh là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thành, một trong những cái khai quốc công thần của chế độ. Và nếu chúng ta biết rằng Nguyễn Chí Thành không chỉ là người bà con đồng hương Nghệ An, thậm chí có trùng huyết thống với ông Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thành còn làm cái cánh tay phải của Lê Duẩn với một chủ trương giải phóng miền Nam bằng bạo lực trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Nó là lý do tại sao trong cái thời gian dài, kể cả tuổi trẻ Nguyễn Chí Vịnh có những sai lầm, song Nguyễn Chí Vịnh, con trai duy nhất của Đại tướng Nguyễn Chí Thành, vẫn là một trong những cái hạt giống đỏ của thế hệ đầu tiên. Tướng Vịnh đặc biệt gắn bó với các cái lãnh đạo thế hệ cùng cha như Lê Đức Anh, Tố Hữu hay trùm mật vụ Lê Đức Thọ, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, một cái người được đánh giá đã dày công chăm sóc đưa Nguyễn Chí Vịnh đi lên. Không chỉ vậy, thưa quý vị, ai cũng biết Nguyễn Chí Vịnh là con rể của Trung tướng Đặng Vũ Chính, tức Đặng Văn Trung, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Tổng cục 2. Và sự nghiệp chính trị của Nguyễn Chí Vịnh trải qua các chức vụ quan trọng, đó là Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách công tác đối ngoại và tình báo, vai trò trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Chí Vịnh từng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa 11 và 12. Nguyễn Chí Vịnh là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nguyễn Chí Vịnh từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Tình báo Quân đội. Đặc biệt trong cái giai đoạn 2002-2009, Nguyễn Chí Vịnh chịu trách nhiệm lãnh đạo Tổng cục 2, theo giới thạo tin cho rằng với một cái bề dày phi thường về mối quan hệ với các giới chức lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ từ đời đầu cho tới chế độ hiện nay, và rất có nhiều triển vọng Nguyễn Chí Vịnh lẽ ra sẽ trở thành Tổng Bí thư Đại hội 14, đại diện cho một cái thế hệ ở độ tuổi 50. Vậy mà bất ngờ với một cái quan điểm về vấn đề trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay, và Nguyễn Chí Vịnh có những cái quan điểm trái ngược với quan điểm dựa hẳn vào Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bảo vệ chế độ, mà phương châm của Nguyễn Phú Trọng đó là Trung Quốc còn thì Việt Nam còn. Và những ai muốn biết hiểu rõ hơn, hãy tìm đọc hai bài phỏng vấn của tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Dân Chí, của nhà báo, một cái phóng viên nổi tiếng, bà Tô Lan Hương. Đó là các cái bài viết lời hứa không thể thực hiện được của Đại tướng Nguyễn Chí Thành. Và một cái bài thứ hai, đó là bài viết có tựa đề Lời hứa nuôi Nguyễn Chí Vịnh nên người của các cái ủy viên Bộ Chính trị. Và điều đó cho thấy một cái tầm quan trọng những cái thông tin của Nguyễn Chí Vịnh đưa ra, mà theo lời bộc bạch của nhà báo nữ Tô Lan Hương cho biết, để thực hiện hai cái bài phỏng vấn vừa kể, phóng viên Tô Lan Hương đã phải bay đi bay về Sài Gòn, Hà Nội, Hà Nội, Sài Gòn để sửa chữa cắt cúp, vì đó là những cái tư liệu lịch sử quan trọng. Tuy nhiên giới thạo tin cho rằng tướng Nguyễn Chí Vịnh là một người có rất nhiều vấn đề bí hiểm. Cuộc đời, bình nghiệp của Nguyễn Chí Vịnh cũng như gia đình liên quan tới thương trường. Lâu nay dư luận khẳng định rằng Nguyễn Chí Vịnh là chủ nhân thực sự của hãng hàng không Vietjet, mà Tổng Giám đốc Vietjet bà Nguyễn Phương Thảo
chỉ làm các nhân vật bù nhìn làm bình phong, mà một cái nhân vật có quyền lực bao trùm Vietjet đóng vai trò chủ tịch hội đồng quản trị hãng Vietjet không ai khác, nó là bà Nguyễn Thị Thanh Hà, chị gái ruột của tướng Nguyễn Chí Vịnh. Quan trọng hơn, hàng không Vietjet cũng như hàng không Bamboo Airways, nó là hai hãng hàng không nổi tiếng của Việt Nam, của tư nhân, đều có những nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc. Có những tin tức khẳng định rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất một cái chủ trương quy hoạch ngành hàng không. Họ sẽ giao toàn bộ bầu trời cho Trung Quốc quản lý. Họ nhường thị phần hàng không cho Trung Quốc khai thác. Và đó là lý do tại sao Việt Nam Airlines thua lỗ liên tục và bây giờ phải bán một cái số cổ phần lớn cho hãng hàng không của Trung Quốc. Quan trọng hơn một cái chi tiết đó là các cái doanh nghiệp tư nhân vừa kể Việt Nam Airlines và Vietjet liên quan tới cái sự vay mượn vốn lớn của Trung Quốc, và điều đó có ảnh hưởng tới sức khỏe của Nguyễn Chí Vịnh hay không? Nguyễn Chí Vịnh và Vietjet không thanh toán hay thiếu nợ tương tự như Trịnh Văn Quyết hay không? Và phải chăng những cái điều vừa kể là một trong những cái lý do rất có thể Nguyễn Chí Vịnh mắc một cái bệnh lạ giống như cố chủ tịch nước ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thành và mới đây đó là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Giới phân tích khẳng định rằng lâu nay cha của Nguyễn Chí Vịnh là Nguyễn Chí Thành, một cái nhân vật được cho là thân Trung Quốc y như ông Hồ Chí Minh. Trong khi đó có những cái dư luận cho rằng Nguyễn Chí Vịnh phần nào cũng chịu ảnh hưởng của người cha. Nguyễn Chí Vịnh một cái giai đoạn rất thân Trung Quốc, nhưng cuối cùng cho đến cuối đời thì Nguyễn Chí Vịnh thân Trung Quốc một cách nửa vời, không theo quan điểm giữa hẳn và Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hơn nữa, Nguyễn Chí Vịnh còn có những cái quan điểm thậm chí trái ngược với Tổng Trọng, trong khi Tổng Trọng muốn làm nô lệ cho giặc Tàu cho đến chết. Đó là câu chuyện Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh lạ, không có cái gì là lạ lùng cả. Một cái quy luật ai cũng thấy, bất kể ai phản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một cái quan điểm chống Trung Quốc, trong khi Nguyễn Phú Trọng làm cái kẻ được mệnh danh thái thú Trung Quốc tại Việt Nam thì đâu bị đầu độc hay nhiễm phóng xạ làm cái vấn đề tất yếu. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng nó là những cái dấu hiệu cho thấy Cộng sản Việt Nam đã bước vào một giai đoạn trước khi cáo chung các đồng chí trong băng đảng mafia ở Ba Đình. Họ đã phang nhau một cách quyết liệt, đụt mất một còn, kể cả việc đoạt mạng sống theo một cái lối hành xử y hệt phường Thảo Khấu phương Bắc. Và người ta tin rằng những cái kẻ nào gây thù chuốc oán với Nguyễn Chí Vịnh hay các nhân vật chống Trung Quốc chắc chắn sẽ tới ngày tận số, và ngày đó sẽ không xa. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới nhất tới Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh để quý vị theo dõi. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, một cái điểm nổi bật trong bài bình luận hôm nay đó là những cái cơ hội tan vỡ của Liên bang Nga đã bắt đầu hình thành, và nó sẽ xảy ra lập tức khi quân đội Nga thất bại trên chiến trường Ukraine. Trong khi đó, thưa quý vị, lần đầu tiên quân đội Ukraine thừa nhận họ đã sử dụng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu quân sự cũng như các mục tiêu liên quan tới cuộc chiến tranh. Phải chăng đó là lý do một cái trận hỏa hoạn lớn xảy ra ở thủ đô Moscow vào rạng sáng ngày 1 tháng 9 sau một cái cuộc tấn công của máy bay không người lái của Ukraine? Những cái điều vừa kể theo truyền thông địa phương cho hay nó đã tạo ra các cái đám cháy ở khu vực tây nam thủ đô Moscow. Theo giới quan sát hiện nay, người ta chưa biết chính xác những cái gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trên mạng xã hội của Nga thừa nhận một cái kế hoạch mang tên Cover của quân đội Ukraine với cái mục tiêu tấn công liên tục ở thủ đô Moscow. Những cái điều vừa kể AFP ghi nhận trong cái bản tin với tiêu đề lần đầu tiên Ukraine đã nhìn nhận họ đã sử dụng các máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu của Nga. Theo AFP cho hay, ngày 1 tháng 9 năm 2023, Ukraine cho biết họ đã tấn công bằng các máy bay không người lái vào một cái sân bay trên lãnh thổ Nga từ bên trong lãnh thổ Nga, và đó là một cái lần đầu tiên
quân đội Kiev thừa nhận họ đã mở một cái cuộc tấn công từ bên trong lãnh thổ Nga. Theo đó, một cái sân bay của Nga ở vùng Pskov gần biên giới với Estonia bị tấn công liên tục trong 2 ngày liên tiếp bằng 4 máy bay không người lái trong thời gian 4 tiếng đồng hồ và khiến cho 4 phi cơ vận tải hạng nặng IL-19 của Nga đã bị phá hủy, trong khi giới phân tích cho rằng sân bay Pskov nằm cách biên giới Ukraine tới 700 cây số. Vẫn theo AFP, cho tới nay, chính quyền Kiev chưa bao giờ chính thức nhận trách nhiệm của họ về các cái vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ nước Nga. Nhưng hôm nay, trên mạng xã hội Telegram, các lãnh đạo cơ quan tình báo của Ukraine, cụ thể ông Kirill Budanov, đã tuyên bố thừa nhận rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sân bay Pskov đã được tiến hành từ lãnh thổ nước Nga. Theo AFP, đây là một cái lần đầu tiên phía Ukraine thừa nhận họ đang hoạt động ngay bên trong lãnh thổ Nga. Và điều đó cho thấy chiến tranh đã dịch chuyển và bùng nổ trên lãnh thổ Nga ở cái thế chủ động của Ukraine. Tuy nhiên, theo AFP, ông Budanov không nói rõ đây là một chiến dịch do quân Ukraine tổ chức hay những cái người Nga hoạt động cho chính quyền Kiev thực hiện. Vẫn theo AFP cho biết, ngày hôm qua 1 tháng 9, chính quyền Kiev cũng thông báo họ đã phát triển thành công một cái tên lửa có tầm bắn đến 700 cây số, tức là có thể bắn sâu vào lãnh thổ Nga. Trong một cái thông báo trên mạng Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết tên lửa này do Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine sản xuất. Tuy nhiên, ông Zelensky không nói rõ chi tiết tên lửa đó ra sao. Vẫn theo AFP trong cái bản tin, với tựa đề Moscow lại đẩy lùi một cái cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, dẫn thông báo của thị trưởng Moscow, AFP trích dẫn cho biết ngày 1 tháng 9, lực lượng phòng không của quân đội Nga đang ngăn chặn một cái cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái vào trung tâm thủ đô Moscow. Theo đó, trên mạng Telegram, thị trưởng Sergei Sobyanin khẳng định không có ai bị thương vong, cũng không có gì bị hư hại trong cái cuộc tấn công vừa kể. Theo giới quan sát được AFP dẫn cho biết, trong những tuần vừa qua, các cái cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, đặc biệt khu vực Crimea, đã bị sáp nhập từ năm 2014, được biết đã gia tăng, đặc biệt là các cái cuộc tấn công vào thủ đô Moscow trong cái bối cảnh quân đội Ukraine đang tiếp tục phản công và giành được những cái thành công tại vùng quốc sát biên giới Ukraine. Theo thống đốc vùng này cho biết, hai máy bay không người lái của Ukraine hôm nay đã tấn công vào thành phố Kuchatov và điều đó đã gây những cái hư hại cho các công sở và một chung cư. Được biết, thành phố này nằm gần một trong những cái nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga. Theo giới phân tích cho rằng, đó là cái biện pháp Ukraine cảnh báo Nga nếu cần thiết họ có thể tấn công thẳng vào nhà máy điện hạt nhân. Cũng trong tối ngày 1 tháng 9, theo thống đốc vùng Bryansk, nằm sát biên giới của Ukraine đã đưa ra những thông báo cho biết một cái máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi tại thành phố này. Liên quan tới cuộc chiến Ukraine, một cái báo cáo mới nhất của cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đã giao cho Belarus những cái đầu đạn hạt nhân đầu tiên, nhưng chắc chắn Belarus chưa sẵn sàng cho việc sử dụng. Thậm chí, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov khẳng định Putin và nước Nga không giờ dám sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong cái bài phỏng vấn của đài truyền hình Ukraine, theo tướng tình báo Budanov cho biết Liên bang Nga đã bàn giao những đầu đạn hạt nhân đầu tiên cho Belarus vài ngày trước đây. Vẫn theo Budanov, vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus nó không khác gì với trò chơi địa chính trị lớn, đồng thời nó là một cái phương tiện răn đe nâng cao giá tiền cược. Trong khi đó, Budanov đưa ra những nghi ngờ liên quan tới cái việc Belarus sẽ được phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo đó, việc huấn luyện quy mô lớn được thực hiện bằng các thiết bị mô phỏng hạt nhân. Tôi tới ông Budanov cho biết, tôi đã đọc các tài liệu gốc về kết quả đào tạo. Tài liệu đó có những vấn đề rất xấu cho Belarus.
theo Tổng cục 12 của Nga. Tổng cục Tình báo Chiến lược, cơ quan này chịu trách nhiệm chính xác về những loại vũ khí này và viết rằng dựa trên các cái kết quả huấn luyện với các cái thiết bị mô phỏng vũ khí hạt nhân cho hệ thống tên lửa Iskander với số lượng nhỏ Belarus, và Belarus được công nhận là hoàn toàn không chuẩn bị để vận hành việc sử dụng những cái vũ khí như thế. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine khẳng định điều vừa kể. Đồng thời, tướng Budanov đã đưa ra các tuyên bố khẳng định rằng Nga sẽ không tấn công bằng vũ khí hạt nhân, ngay cả khi bị Ukraine giành lại Crimea. Vẫn theo Kirill Budanov bày tỏ một cái quan điểm trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo tình báo của Ukraine lưu ý rằng các cái thiết bị mà dân chúng thường gọi là vũ khí hạt nhân có được ghi trong các cái tài liệu của Nga với tên gọi phương tiện răn đe chiến lược. Theo Budanov giải thích, đây thậm chí nó không phải là vũ khí. Đồng thời, Budanov khẳng định Liên bang Nga sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân, đã gây ra những cái phản ứng dữ dội. Mà phóng viên phỏng vấn đã đặt ra một cái câu hỏi mới, đó là ông hãy cho biết cái quái gì đang xảy ra nếu là không. Budanov khẳng định không, điều đó không thực tế. Tuy nhiên, Budanov cũng chỉ bình luận về những cái tin tức liên quan tới vũ khí hạt nhân ở Belarus như vừa kể. Và trong trường hợp Budanov cho rằng một cái mối đe dọa hạt nhân với Ukraine chỉ là một cái con số không. Và thú vị, trong bài bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái bài bình luận chính trị nói về cơ hội tan vỡ của Liên bang Nga. Đây là một cái bài của nhà phân tích người Mỹ về phong trào ly khai người Nga chống lại Putin. Theo đó, một liên bang Nga gồm 83 vùng lãnh thổ khi các phong trào đòi độc lập khuấy động ở Siberia. Washington có cơ hội ngăn chặn các động thái của Trung Quốc trong tương lai hay không? Theo tiến sĩ Paul Goebel, nhà phân tích của cơ quan tình báo CIA đưa ra những cảnh báo cho rằng người ta thà để Trung Quốc bảo hộ còn hơn để cho Moscow cai trị. Và rất có người ở miền đông nước Nga họ đang nghĩ như vậy. Ông Paul Goebel cảnh báo một cái điều quan trọng vì lợi ích của Hoa Kỳ khi Trung Quốc không phải là một người chơi duy nhất, và tôi hy vọng lúc đó người Nhật cũng sẽ đóng cái vai trò quan trọng. Nhật Bản là một cái quốc gia có tuyên bố lịch sử đối với một cái phần chuỗi đảo Kurin của Nga, mà khu vực Tokyo gọi là lãnh thổ phía Bắc của họ. Và học sinh Trung Quốc nghiên cứu các cái bản đồ đánh dấu một cái phần lớn viễn đông của Nga đã bị Sa Hoàng đánh cắp từ năm 1858, và một cái phần thưởng thực sự dành cho Trung Quốc sẽ là Cộng hòa Sakha của Nga, một cái nước Cộng hòa có diện tích lớn hơn châu Âu. Đó là vùng đất Siberia, một cái vùng đất rất giàu tài nguyên dầu mỏ khí đốt, than đá, vàng, kim cương và đất hiếm. Theo giới phân tích, nhóm cuối cùng này bao gồm các cái thành phần chính sử dụng cho việc sản xuất các cái smartphone, các cái diode phát sáng, các tuỳ pin gió và ô tô điện. Vẫn theo giáo sư Global, hiện nay ở Viện Chính trị Thế giới có trụ sở tại Washington DC đưa ra những cái cảnh báo cho rằng nếu người Trung Quốc trở thành cường quốc chính ở Sakha, tức Siberia, thì họ nhanh chóng trở thành một cái quốc gia kiểm soát và cung cấp đất hiếm. Hai tuần trước có một nhóm dân tộc hỗn hợp, đó là các nhà hoạt động ở Sakha, đã đưa ra các tuyên bố kêu gọi độc lập cho khu vực có một dân số 1 triệu người. Theo lời kêu gọi cho biết, suốt 4 thế kỷ này Cộng hòa Sakha của chúng ta đã là thuộc địa của Moscow. Người dân chúng ta, tức Cộng hòa Sakha, đã bị người Nga bắt làm nô lệ trái với ý muốn của họ. Tài nguyên của chúng ta đã bị cướp bóc. Bản chất của vấn đề là chúng ta đã bị người Nga tra đạp. Giờ đây, trong một cuộc xâm lược quân sự của bọn tội phạm Điện Kremlin chống lại người dân tự do tại Ukraine, những người đàn ông của chúng ta bị sử dụng trong cuộc xung đột chết người và đã tước đi một cái tương lai tươi sáng của đại gia đình chúng ta. Người dân Sakha của chúng ta đã đến lúc phải đứng lên chấm dứt. Hiện nay, cần phải ly khai ra khỏi Cộng hòa Liên bang Nga để trở thành một cái quốc gia dân chủ và độc lập. Trong khi đó, những cái thông tin cho biết, trong nội bộ, các cơ quan tình báo Nga đang cố gắng thâm nhập các phong trào ly khai mới. Ở các nước Cộng hòa, các nhà ngoại giao Nga đang tìm cách ngăn chặn họ.
và tháng trước trong diễn đàn của những người dân tự do hậu Nga đã được tổ chức tại thủ đô Tokyo, đều vừa kể đã giành được một sự ủng hộ của đa số các đại biểu của các đảng dân chủ tự do cầm quyền của Thủ tướng Kishida ở Nhật Bản hiện nay. Ngay lập tức Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra các tuyên bố phản đối và nói rằng chính phủ của ông Kishida đã thể hiện một sự ủng hộ công khai đối với những luận điệu khủng bố và hệ tư tưởng thù địch chống lại nước Nga và những người Nhật Bản biện hộ cho tư tưởng khủng bố phải chịu hình phạt xứng đáng. Tuy nhiên không nản lòng, Quốc hội Ukraine tuần trước đã thành lập một cái ủy ban bao gồm 11 thành viên trong vấn đề hỗ trợ cho các nhóm sắc tộc và khu vực trên lãnh thổ Nga, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Moscow. Một cấp phó của Quốc hội Nga, ông Vladimir Dmitrievich, đưa ra những cái tuyên bố khẳng định rằng một cái cách duy nhất để phá hủy đế chế Nga hiện nay, chúng ta phải tiêu diệt nó từ bên trong. Chúng ta phải thiết lập một sự hợp tác của các dân tộc thiểu số khác nhau ở Nga, mà đồng thời phát triển các cái cơ chế chung để củng cố những cái sự tự nhận thức của họ, phát triển khả năng tự nhận thức của họ thành công với các phương tiện truyền thông, với các cái cơ cấu chính trị và công cộng của họ, cũng như hình thành quân sự quốc gia trong các cái lực lượng vũ trang của chúng ta. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết hiện nay Ukraine đã có những cái đơn vị chiến đấu bao gồm các cái nhóm từ Liên Xô cũ, đó là các nước Cộng hòa, Georgia, Chechnya, Belarus, Buryat và Serbia và Siberia. Theo giáo sư Gobo cho biết để chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong tương lai, Washington có thể xác định các cái khu vực của Nga có nhiều khả năng giành độc lập, nhất là vào những cái năm 2020, những cái khu vực này có thể được thu hút bằng việc mở rộng phát sóng các cái chương trình phát thanh của đài châu Âu tự do bằng ngôn ngữ địa phương. Dưới tình hoàn đang lên, có những cái kế hoạch cấp học bổng du học để cho các dân tộc thiểu số ở Nga, có thể cử các sinh viên đến học tại các trường đại học của Hoa Kỳ. Giáo sư Gobo đã đưa ra những cái ví dụ thành công về ngoại giao của Hoa Kỳ trong khu vực, đó là chính sách lôi kéo Mông Cổ, muốn làm cái quốc gia vệ tinh của Liên Xô cũ nằm giữa Trung Quốc và Nga. Vậy mà kể từ khi khối Xô Viết sụp đổ, Washington đã khuyến khích thành công và lôi kéo Mông Cổ đi theo một con đường thân phương Tây, một cái thị trường mở, một cái chế độ chính trị đa đảng. Và mùa hè tới nay, Quốc hội Mông Cổ đã chỉ định tiếng Anh làm cái ngoại ngữ chính của quốc gia này để thay thế cho tiếng Nga. Và ngược lại với cái sự sụp đổ hầu như không đổ máu của Liên Xô vào năm 1991, theo giáo sư Gobo, dự đoán lần này Moscow sẽ đánh trả. Và trong 18 tháng vừa qua, tuyên truyền không ngừng nghỉ của Điện Kremlin đã dạy cho người Nga coi cuộc xâm lược Ukraine là một trong những cái nỗ lực của nước Nga nhằm tránh sự chia rẽ trong đại gia đình chủng tộc Slav. Tư duy này có thể dễ dàng chuyển sang một cái cuộc chiến để giữ chân các nước Cộng hòa ương ngạnh. Cuộc chiến giành lãnh thổ trên đất liền của Nga sẽ tương tự như một cái cuộc nội chiến đẫm máu diễn ra từ năm 1918 tới năm 1920 sau cách mạng tháng 10. Đó là khi nhà lãnh đạo Bolshevik ông Vladimir Lenin và lãnh đạo Hồng quân với Leon Trotsky đã tìm cách giành lại một cái phần lớn đế quốc Nga và người ta đổi tên thành Liên bang Cộng hòa Xô Chủ nghĩa Xô Viết. Giáo sư Gobo dự đoán một cái trung tâm nhỏ được huy động ở đó đang chiến đấu và chiến đấu hết mình, đồng thời đưa ra các dự đoán cho rằng ở phía tây dãy Uran, tức một cái dãy núi ngăn giữa châu Âu và châu Á, khu vực này tương đương với một khu vực do Ivan Bạo Chúa kiểm soát vào cuối thế kỷ thứ 16 và nó là trong số 83 vùng của Nga. 18 tỉnh hay các cái bang thuộc quận liên bang trung tâm sẽ dự kiến họ sẽ gắn bó với Moscow lâu dài. Tuy nhiên, hai tuần trước đó, chính quyền một trong những cái tỉnh vừa kể, đó là Smolensk, đã bối rối khi cấp phó của tỉnh, ông Vladislav Vizista, đưa ra những cái tuyên bố tại Warsaw rằng cần phải giành lại độc lập của Smolensk. Theo giới phân tích hiện nay trên khắp nước Nga,
một cái tâm lý ly khai ngày càng gia tăng và nó được châm ngòi bởi các cái thành tích kém cỏi của quân đội Nga trên chiến trường. Theo giáo sư Hubo, một cái câu chuyện đáng kinh ngạc đó là quân đội Nga họ từng nghĩ họ có một cái quân đội mạnh thứ hai trên thế giới và bây giờ nó có một cái quân đội tốt thứ hai ở chiến trường Ukraine, nghĩa là quân đội Nga xếp sau Ukraine. Và mọi người trong Liên bang Nga hiện nay đang chú ý, nếu bạn đang ở Vương quốc Sakha ở Chechnya hay Krasnoyarsk, quân đội Nga không còn là những cái lực lượng được cho là bất khả chiến bại với một cái chủ nghĩa cấp tiến ngày càng gia tăng ở các cái lãnh thổ của Nga. Theo giáo sư Gobo dự đoán rằng trong 5 năm tới đây, bản đồ của Nga sẽ khác như hôm nay. Và ở một cái cấp độ thấp, thế giới có thể có 6-8 nước Cộng hòa mới được tách ra từ Nga ở một cái mức độ cao cấp. Đó là lý do giáo sư Gobo đã đưa ra những cái sự thúc giục với những cái thay đổi kiến tạo dự kiến như vừa kể. Nó sẽ làm rung chuyển một cái đế chế đất liền lớn nhất trên thế giới và Washington có thể đi theo cái sự dẫn dắt của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran và bắt đầu lên cái kế hoạch ngay lập tức. Theo giáo sư Gobo nói, trong những cái năm 1989 và 1990, số người ở Washington nghĩ rằng Liên Xô vào cái thời điểm đó khả năng sụp đổ là rất nhỏ. Nhưng chỉ bước sang năm 1991, tất cả mọi sự đã thay đổi. Đó là lý do theo giáo sư Gobo, nước Nga tan rã chỉ còn là cái vấn đề thời gian mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.